Ngọc Diệu xin chào quý vị. Thưa quý vị, sau khi kết hôn, tài sản chung được hình thành, các lợi ích và các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với khối tài sản này cũng vì thế mà hình thành. Tài sản không chỉ gắn liền với những lợi ích thiết thực của hai bên, mà còn là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn sau khi vợ chồng ly hôn. Làm thế nào để đảm bảo được quyền lợi của các bên khi quan hệ hôn nhân không còn? Thế nào là tài sản chung, tài sản riêng theo quy định của pháp luật? Và thế nào là tài sản chung theo thỏa thuận? Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong chương trình Pháp luật và Cuộc sống hôm nay với chủ đề Một số quy định về tài sản chung và tài sản riêng. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh truyền hình BRT trên sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web brt.vn, kênh mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán thính giả quan tâm đến vấn đề này có thể truy cập vào những địa chỉ mà chúng tôi vừa cung cấp để theo dõi. Quý vị có những băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình thì hãy điện thoại đến số 02543717733 để đặt câu hỏi với khách mời của chương trình. Và tôi xin được nhắc lại, số điện thoại của chúng tôi là số 02543717733. Bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và luật sư Trần Văn Thanh, giám đốc công ty luật Nansen, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn cả hai vị luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng quý vị khán giả theo dõi ghi nhận sau. Pháp luật quy định việc đăng ký quyền sở hữu tài sản là một trong những biện pháp công khai để cả vợ và chồng đều là chủ sở hữu tài sản, bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Song thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp tài sản chung của vợ chồng nhưng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của một người mà chủ yếu là ghi tên người chồng. Thực trạng này đã tạo ra sự bất bình đẳng đối với người phụ nữ khi ly hôn, bởi họ khó chứng minh hoặc không thể chứng minh được quyền sở hữu của mình đối với tài sản. Đồng thời cũng gây không ít khó khăn trong việc điều tra, thu thập chứng cứ để xác định tài sản. Khi các tranh chấp về tài sản chung và riêng khi ly hôn ngày càng nhiều hơn và diễn biến phức tạp hơn, và tài sản chung và riêng có liên quan trong mối quan hệ trước và sau hôn nhân, thường là tài sản có giá trị như quyền sử dụng đất, nhà ở, hiện kim hay giá trị góp vốn trong sản xuất kinh doanh. Mặt khác, việc khó xác định được nguồn gốc của tài sản chung, tài sản riêng của vợ và chồng cũng phần nào gây khó khăn cho các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết ly hôn. Dạ. Để mở đầu nội dung chương trình ngày hôm nay thì xin được mời hai vị luật sư hãy cho chúng tôi được biết là những căn cứ pháp lý quy định về việc phân chia tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Đầu tiên chắc là xin được mời luật sư Doanh ạ. Vâng. Thì như ta đã biết đấy, thì là trong quan hệ hôn nhân gia đình thì cái vấn đề tài sản là một vấn đề rất là quan trọng. Dạ. Và trong cái luật hôn nhân gia đình thì căn cứ pháp lý quy định tại cái mục 3 về chế độ tài sản của vợ chồng từ điều 28 cho đến điều 50 thì quy định rõ các cái trường hợp như thế nào là cái tài sản chung, thế nào là tài sản riêng, thế rồi là các quyền và nghĩa vụ của các bên trong cái vấn đề tài sản chung, tài sản riêng và cái việc là phân chia cái tài sản nó như thế nào. Thế thì và dưới cái luật hôn nhân gia đình ấy, thì có cái nghị định 126/2014 là hướng dẫn thi hành cụ thể cái luật này. Thế và đối với cái tài sản riêng ấy, mà khi mà đã xác định được đâu là cái tài sản riêng thì cái người vợ hoặc người chồng đấy có quyền định đoạt cái tài sản đó theo cái ý chí của họ và họ không phải phân chia cái tài sản đấy cho cái người còn lại. Đấy, thế còn nếu như mà nó là cái tài sản chung mà xác định là tài sản chung của vợ chồng thì đương nhiên là vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ đối với cái tài sản đó ngang nhau và người ta có quyền được chia cái tài sản đó trong cái thời kỳ hôn nhân. Dạ. Tức là gì? Tức là trong cái thời kỳ hôn nhân người ta muốn chia cái đó ra để mà xác định của ai, riêng của người đó để người ta định đoạt thì người ta có quyền chia. Thì và cái phương thức mà chia thì thứ nhất là người ta có thể tự thỏa thuận với nhau để mà chia. Đấy, và có quyền là thỏa thuận chia một phần hay là chia toàn bộ. Thế còn nếu như trường hợp mà người ta không tự thỏa thuận giải quyết chia với nhau được thì người ta có quyền yêu cầu tòa án là thực hiện cái việc chia đó. Đấy, và cái hiệu lực của cái việc chia các cái tài sản chung trong cái thời kỳ hôn nhân đó thì tức là theo cái biên bản thỏa thuận đấy tại cái thời điểm hai bên đã thỏa thuận hoặc là theo cái quyết định hoặc cái phán quyết của tòa án có hiệu lực pháp luật thì từ cái thời điểm đó cái tài sản chung đó mà đã chia cho hai người thì sẽ được xác định của ai phần người đó.
Dạ. À, bên cạnh ý kiến của luật sư Doanh thì không biết là luật sư Thanh có thêm ý kiến gì hay không ạ? Tôi ủng hộ với cái ý kiến của luật sư Doanh. Ngoài ra thì để mà rõ hơn ấy, thì chúng tôi chia sẻ như sau. Tức là cái luật hôn nhân gia đình năm 2014 là cái cơ sở pháp lý chính để giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân cũng như tài sản trong quá trình hôn nhân và tài sản sau ly hôn. Thì cái việc mà quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 nó cũng cụ thể. Thì ngoài ra thì đối với các tài sản, ví dụ tài sản là bất động sản thì có luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Ngoài ra luật doanh nghiệp sẽ điều chỉnh các cái vấn đề liên quan đến tài sản là vốn góp cũng như là quyền sở hữu trong doanh nghiệp. Thì cái điều 33 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 nó quy định rất cụ thể đối với trường hợp xác định tài sản chung vợ chồng. Ngoài ra thì cái trường hợp điều 43 cũng là của luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định rất cụ thể về trường hợp xác định tài sản riêng của vợ chồng trong quá trình hôn nhân. Và cái thỏa thuận xác lập đối với tài sản này cũng được quy định tại cái điều 47 của luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra thì khi vợ chồng trong quá trình hôn nhân hoặc là sau ly hôn thì quá trình mà để mà cái phân định chia tài sản thì được quy định tại điều 59 của luật hôn nhân gia đình về cái nguyên tắc chia tài sản chung trong quá trình hôn nhân và sau ly hôn. Tôi xin hết. Vậy thì không biết rằng đối với những cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn thì cái phần phân chia cái di sản thừa kế sẽ được xử lý như thế nào? Và với những cái di sản cũng như là tài sản của những cái vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như vậy thì pháp luật có công nhận cái tài sản của họ là tài sản chung hay không? Thì đối với câu hỏi này của MC thì tôi xin trả lời như sau. Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định rất cụ thể, thì đối với luật hôn nhân gia đình 2014 chỉ công nhận đối với hôn nhân thực tế, tức là hôn nhân mà không có đăng ký kết hôn từ trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 đối với trước, không đăng ký kết hôn thì vẫn được coi là hôn nhân hợp pháp. Ngoài ra đối với những cái hôn nhân mà sau thời điểm này mà các cặp vợ chồng chưa tiến hành đăng ký kết hôn thì đều được coi là hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên hôn nhân không hợp pháp thì quá trình xác nhập tài sản chung của vợ chồng cũng được quy định rất là cụ thể. Nếu trường hợp mà họ tạo lập ra khối tài sản chung cùng đứng tên trên giấy nhận đăng ký quyền sử dụng đất hoặc tài sản thì đấy mặc nhiên là tài sản chung của họ. Đối với những tài sản mà một trong hai người đứng tên nhưng mà bên kia có thể chứng minh được là họ có công sức đóng góp cũng hay là họ là người mà đồng sở hữu tạo nên khối tài sản đó vẫn được coi là tài sản chung. Còn đối với những tài sản mà do một hoặc hai người tự tạo lập nên mà không có những cái chứng minh như ở trên thì đương nhiên là tài sản riêng của họ và họ không còn coi hôn nhân hợp pháp. Ngoài ra thì đối với những cái người mà có cái hôn nhân thực tế trên cơ sở pháp luật vẫn được nguyên cái quyền được lập di chúc cũng như là quyền mà để lại di sản sau khi mất, tức là thừa kế theo pháp luật, được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015. Tôi xin hết. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thoanh. Thưa luật sư Doanh, luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế trong quan hệ hôn nhân gia đình ạ? Thì như chúng ta biết thì trong luật hôn nhân cũng quy định vấn đề về thừa kế. Thì điều đầu tiên, thứ nhất là vợ chồng là những người được quyền thừa kế cái tài sản của nhau. Dạ. Thế rồi con cái thì cũng được quyền thừa kế đối với lại tài sản của bố mẹ. Đấy là cái trong cái quan hệ hôn nhân gia đình như vậy. Thế rồi nó có các cái hàng thừa kế, ví dụ như ông bà, cha mẹ, hàng cháu, rồi chắt thì cũng có những quy định về các cái thừa kế. Thì tức là gì? Cái vấn đề thừa kế trong hôn nhân gia đình là có cái quan hệ về gia đình như vậy nên nó phát sinh cái quan hệ thừa kế là cái nhất. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp mà một người mà chết để lại cái di sản thừa kế thì đương nhiên là cái người vợ hoặc cái người chồng mà còn sống ấy, thì sẽ là người quản lý cái phần tài sản đó. Dạ. Chỉ trừ khi là có cái di chúc của người chết để lại chỉ định một cái người quản lý khác, hoặc là những cái người đồng thừa kế người ta tự thỏa thuận với nhau chỉ định một người khác làm quản lý. Đấy là vấn đề thứ hai. Đấy, vấn đề thứ ba nữa là trong cái trường hợp mà buộc phải chia cái di sản thừa kế đó, nhưng mà khi mà chia thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đời sống của cái người còn lại đấy. Thì cái người còn lại có quyền là yêu cầu tòa án là xác định cái phần thừa kế của các cái đồng thừa kế được hưởng. Nhưng mà cái thời hạn chia thì cho phép một cái thời hạn nhất định. Tức là tạm thời, tức là chưa chia. Chỉ có xác định là ai được hưởng cái phần nào thì tòa án sẽ xác định, nhưng mà chưa chia. Thế và sau khi hết cái thời hạn đó thì các cái đồng thừa kế có quyền là yêu cầu tòa án lúc đó là mới chia cái tài sản đó ra.
Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, với chủ đề một số quy định về tài sản chung và riêng, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Bây giờ là thời gian giao lưu của khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển cho chúng tôi câu hỏi của khán giả. Cho tôi hỏi là cái này nó có liên quan tới cái này nè. Bây giờ tôi ở Ninh Thuận, nhưng mà cho tôi hỏi cái chương trình, tức là tôi là người cha, hiện tại là tôi đang được hưởng thừa kế đất và nhà, tài sản của cha mẹ tôi để lại, tôi là người được hưởng. Rồi bây giờ đến cái đời con của tôi, bây giờ là sau khi mà tôi muốn chuyển cho nó, thì có qua vấn đề quyền lợi của vợ tôi phải ký chuyển tài sản đó không? Được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả vừa rồi ạ. Để mà trả lời cái câu hỏi của vị khán giả vừa rồi ấy, tức là vị khán giả cho rằng có cái dữ kiện đưa ra là vị giám khảo là người cha có nhận được một cái tài sản là bao gồm nhà và quyền sử dụng đất của cha mẹ để lại do thừa kế. Sau này thì người cha này muốn cho lại con cái phần tài sản của mình thì có phải xin ý kiến của người vợ hay không? Thì thứ nhất là giờ theo quy định tại cái điều 43 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định về tài sản riêng vợ chồng, thì trường hợp mà vợ hoặc chồng trong quá trình hôn nhân nhận được tài sản do thừa kế riêng thì đây là mặc nhiên là tài sản riêng, trừ khi trường hợp mà tài sản này được người vợ hoặc người chồng xác nhập vào khối tài sản chung thì được coi là tài sản chung vợ chồng theo điều 33 của bộ luật hôn nhân gia đình 2014. Thì trường hợp nếu như trường hợp mà cái vị khán giả này chưa xác nhập vào khối tài sản chung thì tài sản này vẫn đang là tài sản riêng của anh chị, thì đương nhiên là người này có quyền cho tặng cho hoặc chuyển nhượng cho người khác, và ở đây cụ thể là cho người con của mình mà không phải hỏi ý kiến người vợ. Ngoài ra tôi cũng phải lưu ý rằng nếu như trong trường hợp mà người vợ lại có công đóng góp trong khối tài sản này, ví dụ như cùng xây nhà, cùng góp tiền xây nhà trên cái khối tài sản chung này, thì nếu như trường hợp mà cho tặng thì phải hỏi ý kiến người vợ liên quan đến cái phần đóng góp của họ, hoặc thậm chí là giải quyết các vấn đề liên quan đối với cái phần tài sản mà người thứ ba góp vốn vào. Rồi sau. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Và với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Thanh thì Ngọc Diệu cũng hy vọng là vị khán giả Ninh Thuận cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi đến cùng với chương trình. Bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Alo, chương trình cho tôi hỏi, trong trường hợp mà thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đã hết mà các đồng thừa kế có tranh chấp về tài sản chung thì giải quyết như thế nào? Tôi bình ba châu Đức. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Đối với câu hỏi thì vừa rồi thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xác định rằng là khi mà cái thời hiệu về yêu cầu chia di sản thừa kế mà đã hết thì cái người thừa kế mà đang quản lý cái di sản đó thì người ta sẽ được quyền hưởng cái di sản đó. Đấy, thế còn những cái người thừa kế khác, đồng thừa kế khác mà không đồng ý với lại cái điều đó thì đương nhiên họ có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên là ở đây là do cái vấn đề là cái thời hiệu đã hết. Thế nên ở đây vấn đề là tòa án sẽ thụ lý. Tuy nhiên nếu như có các cái đồng thừa kế hoặc là cái người người ta đang được hưởng lợi về cái tài sản đấy mà người ta đặt ra vấn đề phản đối vì vấn đề thời hiệu đã hết thì tòa án cũng sẽ không giải quyết cái vấn đề này. Thế còn trong trường hợp như vậy là không giải quyết về vấn đề chia di sản thừa kế nhưng mà quay sang vấn đề giải quyết là đó là cái tài sản chung thì bắt buộc là các cái đồng thừa kế đó phải xác nhận rằng đây là một cái tài sản chung chưa được chia và không có ai phản đối về vấn đề hết thời hiệu thừa kế, thì khi đó tòa án mới thụ lý giải quyết. Và trường hợp này là giải quyết trong cái trường hợp là chia cái tài sản chung đó, chứ không phải là chia di sản thừa kế bởi vì nó đã hết thời hiệu. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn khán giả Bình Ba Châu Đức đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký tiếp tục gửi câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Cho em hỏi, như ba em đã mất ngày 3 năm nhưng mà còn miếng đất với lại cái nhà mà giờ 7 chị em con lòng, nhưng mà bây giờ đó là mai sau nó để tài sản là cho ai hết, thừa kế hết. Nhưng mà giờ em muốn hỏi là ví dụ mà để ba em đứng đằng tháng hoài được hay không, xin đài cho em biết. Thế còn mẹ chị không? Ba em mất, ba chị mất còn mẹ chị không? Còn lại nhà với là đất. Nhà nhưng mà còn mẹ chị không? Nhà với đất mẹ chết lâu rồi. Dạ, mẹ chết chứ ba luôn.
7 chị em. Không để lại tài sản cho ai hết? Không để lại ai thừa kế hết. Nhưng mà bây giờ em, bây giờ thằng em nó về nó dành nhà nó ở, nhưng mà nó chửi, nó quánh đùm lum hết trơn. Nhưng mà giờ em muốn để tài sản với phần cái đó ba em đứng tính tên. Nhưng mà giờ ví dụ đất như vậy để hoài được hay là không? Xin đài cho em biết. Dạ rồi. Em xin lỗi, chị tên gì ở đâu ạ? Dạ An Nhật Tân, Tân Trụ Long An. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Dạ vâng. Thì để mà trả lời câu hỏi của vị khách mời, vị khán giả, Long An. Long An thì vị khán giả Long An đưa sự kiện là gì ạ? Cha và mẹ đều đã mất rồi, thì người cha mất được 3 năm mà hiện nay có để lại một tài sản là một căn nhà và quyền sử dụng đất. Là thì hiện nay là có 7 anh chị em. Thì khi mà người em muốn giành quyền sử dụng đối với ngôi nhà này, hiện nay đang phát sinh tranh chấp đối với quyền sử dụng đất là tài sản di sản thừa kế. Đối với tài sản mà do cha mẹ bạn để lại. Tức là đối với cha mẹ bạn mà trong thời kỳ hôn nhân có xác lập được một căn nhà và một quyền sử dụng đất, thì tài sản này đương nhiên là tài sản chung vợ chồng. Và khi tài sản chung này mà ông bà hiện nay đã mất rồi, thì tài sản này phát sinh quan hệ thừa kế đối với những người hàng thừa kế thứ nhất, gồm có ông bà và 7 người con. Thì nếu trường hợp mà ông bà mà hiện nay còn vẫn đang còn sống, thì sẽ phát sinh tranh chấp đối với hiện nay là có 9 người hàng thừa kế. Còn nếu trường hợp mà ông bà các bên đều đã mất rồi, thì hiện nay là chỉ có 7 người trong hàng thừa kế thứ nhất theo điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015. Thì trường hợp này thời hiệu để khởi kiện đối với tranh chấp thừa kế liên quan đến bất động sản theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 là thời hiệu khởi kiện hiện nay là 30 năm. Và trong thời hiệu này thì nếu như một trong các bên có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế, còn nếu trường hợp các bên không khởi kiện trong thời hạn thời hiệu này, các bên không tiến hành khởi kiện tại tòa án, thì tài sản vẫn để đứng tên của người cha của cái vị khán giả này. Thì đến khi nào mà một trong các bên phát sinh quyền tranh chấp thì sẽ tiến hành khởi kiện giải quyết theo quy định pháp luật tại tòa án. Tôi xin. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Long An đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Chào luật sư ạ, cho tôi hỏi là vợ chồng chị gái của tôi á thì có một căn nhà trị giá khoảng 2 tỷ. Nhưng mà trong đó thì là anh rể của tôi thì có cái sự đóng góp nhiều hơn ấy. Thì bây giờ để làm sao để chứng minh được là cái công đóng góp của anh rể tôi là nhiều hơn chị ạ? Khán giả thêm hỏi thêm gì nữa mà. À dạ không, cảm ơn luật sư ạ. Xin được mời các vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Vâng. Trong cái quan hệ về hôn nhân gia đình, khi mà vợ chồng tạo lập ra được những cái tài sản ấy, thì tất nhiên là nó sẽ có những cái phần đóng góp của người này, một có thể là nhiều hơn, một là có thể là ít hơn. Tuy nhiên là pháp luật đã quy định tài sản chung của vợ chồng là cái tài sản chung hợp nhất. Do đó cái việc mà để chứng minh để ai công sức nhiều hơn ấy, thì mỗi người nếu mà khi mà phân chia cái tài sản chung đó trong cái thời kỳ hôn nhân, hoặc là có cái tranh chấp giải quyết khi mà yêu cầu phân chia tài sản khi mà ly hôn hoặc là sau ly hôn ấy, thì phải có nghĩa vụ là phải chứng minh là mình đóng góp nhiều hơn. Thế còn cái việc chứng minh như thế nào thì tất nhiên là ở đây, nếu như anh có những cái căn cứ để cho rằng là cái phần tài sản đấy do công sức của anh tạo lập ra nhiều hơn, thì có thể bằng nhiều cách. Ví dụ như là anh chứng minh bằng cái nguồn thu nhập chính của anh, ví dụ như là thu nhập từ tiền lương, tiền thu nhập từ công sức lao động nó bỏ ra. Thế rồi là chứng minh bằng cái việc là có thể là anh được sử dụng một cái tài sản cho riêng, thừa kế riêng nào đó. Thế rồi anh dùng những cái tài sản đấy để nó góp phần hình thành nên cái tài sản chung. Thì những cái đó cũng thể được xem là những cái căn cứ để mà chứng minh rằng là cái phần công sức của anh là nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây thì khẳng định là cái nghĩa vụ chứng minh là phải thuộc cái nghĩa vụ của người nào cho rằng mình đóng góp nhiều hơn thì người đó phải chứng minh. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Và cũng xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Câu hỏi như là dạ. Ông anh tôi có miếng đất, nhưng mà ông có đăng ký. Năm 92 ông để lại cho tôi, rồi năm 96 tôi ra tôi đăng ký, nhưng mà nó cấp lộn cho tôi một nửa, còn một nửa cấp cho người khác. Năm 2004 em có hỏi ở tạm trên miếng đất cấp cho người khác. Giờ năm 2018 rồi tôi được thanh tra và ủy ban huyện yêu cầu cấp lại cho tôi. Vậy nay hôm nay vợ chồng nói ly dị, tôi có lấy lại miếng đất đó được không? Xin cảm ơn. Dạ, xin lỗi khán giả ở đâu ạ?
công an. Dạ rồi, xin cảm ơn câu hỏi. Dạ, xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Thì đối với câu hỏi của cái vị khách mời khán giả thì trước đây là cái thửa đất này được nhận chuyển nhượng cũng như là cho tặng từ cái người anh năm 1992. Sau đến năm 96 thì cái người này đăng ký quyền sử dụng đất, thì một phần nửa trong đó thì cái người khác đã đăng ký quyền sử dụng đất. Thì trong trường hợp này thì phát sinh quan hệ tranh chấp đối với đất đai giữa hai bên, tức là cái tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất theo điều 203 của Bộ luật dân sự năm Bộ luật đất đai năm 2013. Thì đối với trường hợp này thì các bên phải tiến hành giải quyết tranh chấp nếu như tại tòa án, trong trường hợp một trong các bên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì thế nên là trong trường hợp này các bên sẽ có quyền nộp đơn khởi kiện ra tòa. Và cái căn cứ mà khi mà vị khán giả đưa ra ấy, tức là năm 2018 thì thanh tra và Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có các cái văn bản để xác định cái quyền sử dụng đất toàn bộ khu đất này là của cái vị khán giả. Thì đấy cũng là một trong những căn cứ để mà vị khán giả này làm cái chứng cứ để có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất của mình. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn khán giả Long An đã theo dõi chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Có câu hỏi là hai vợ chồng tôi đã ly thân này là 5 năm rồi, nhưng mà vợ tôi thì có một cái tài sản riêng của vợ tôi và con tôi đang thì đang ở. Rồi sau khi 2 năm rồi tôi nhận phòng giấy đăng ký, còn giờ chỉ mới ly hôn thôi, nhưng mà vợ tôi bắt hỏi về tôi có được rồi tôi cũng thấy căn nhà của vợ tôi để lại cho tôi hay không. Dạ, xin lỗi, cái giải đâu ạ? Tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ rồi, xin cảm ơn câu hỏi khán giả. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Trong cái trường hợp này thì cái vị khán giả là cho biết là hai vợ chồng là đã ly thân, tuy nhiên ở đây là chưa được giải quyết bằng một cái việc ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật, do đó là phải khẳng định đó là cái quan hệ hôn nhân vẫn còn tồn tại. Và quan hệ hôn nhân vẫn còn tồn tại thì đương nhiên là vợ chồng có quyền được hưởng cái di sản thừa kế của nhau theo quy định của luật hôn nhân gia đình. Thế thì ở đây cái tài sản như vị khán giả cho biết là bà vợ và các con sử dụng. Đấy, tuy nhiên hiện nay thì bà vợ chết và cái tài sản đấy thì vị khán giả có được hưởng hay không? Thế thì cái thứ nhất là phải xác định là cái tài sản mà người vợ nó đang sử dụng đó thì nó là tài sản riêng của bà vợ hay nó vẫn còn là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Trường hợp mà nếu như nó là tài sản riêng của bà vợ mà được xác định là riêng thì trong trường hợp này là người chồng sẽ được quyền thừa kế, vì người chồng thuộc hàng thừa kế thứ nhất, tức là người chồng và các con sẽ được hưởng những cái phần bằng nhau đối với lại cái tài sản này. Thế còn trường hợp thứ hai mà nếu như nó là cái tài sản chung của hai vợ chồng thì trường hợp này là phải xác định là người chồng được hưởng một nửa cái giá trị của cái tài sản đó, thế còn một nửa thì là thuộc của người vợ. Thế và khi người vợ mất không để lại di chúc thì cái một nửa đó sẽ được đem ra chia đều cho các đồng thừa kế. Thì trong đó người chồng và các con là các cái đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ được hưởng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi ạ. Luật sư đang trả lời, em có cái này thắc mắc em muốn hỏi ạ. Dạ, như là em... lúc em có chồng là trước thì em có một đứa con thì chồng em mất, rồi xong là em có của riêng, sau này em có một người chồng sau, nhưng mà em đất đó thì bây giờ em muốn bán thì là em đứng tên rồi, nhưng mà bây giờ người chồng sau của em có liên quan gì tới cái thửa đất của em đứng tên đó không vậy ạ? Nếu mà chồng, người chồng sau đó có phải ký giấy là em có được bán không chị? Dạ rồi, xin cảm ơn câu hỏi của khán giả. Mời hai vị luật sư ạ. Dạ vâng. Thì để mà giải đáp cái thắc mắc của vị khán giả vừa nêu ấy, thì người này có hai đời chồng, tức là cái người đầu tiên thì tài sản được xác lập trong thời kỳ người đầu tiên không may mất, thì cái tài sản sau đó là cái vị khán giả này đã tạo lập được một cái tài sản riêng của mình. Và sau này thì đã lập tức là người này đã lấy một người chồng thứ hai. Thì cái tài sản theo quy định tại điều 33 của luật hôn nhân gia đình ấy, thì cái tài sản này đương nhiên là không phải là tài sản chung của hai vợ chồng, trừ trường hợp mà cái người vợ này sáp nhập vào khối tài sản chung. Tức là đối với tài sản mà
trước thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản riêng của vợ và chồng. Thì cái tài sản là quyền sử dụng đất như vị khán giả nêu ấy thì là tài sản riêng của chị, và chị chuyển nhượng cho tặng cầm cố, không phải phụ thuộc vào người chồng. Nên do đó là nhà cái trường hợp này, nếu chưa chị chưa xác nhập khối tài sản chung, chưa có văn bản nào xác nhập khối tài sản chung, đất vẫn đứng tên chị, thì chị có quyền là chuyển nhượng, cho tặng và cầm cố thế chấp. Yeah. Xin được cảm ơn luật sư Thanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba mẹ em chưa có một cái tài sản, nhưng mà bây giờ mẹ em mất rồi để lại hết. Ba em là thừa kế quản lý, nhưng mà bây giờ thì qua mấy năm sau thì bây giờ ba em có bước thêm một bước nữa là có một người phụ nữ đó gì vô ở chung với ba em, nhưng mà tất cả các tài sản của gia đình em hết, thì người phụ nữ vô chỉ ở là cơm nước với quần áo, giặt quần áo cho ba em thôi. Thì tất cả những chi phí ốm đau bệnh hoạn sinh hoạt này là ba em lo hết. Thì sau cái này cái tài sản ấy, thì có khi ba em mất, ví dụ khi ba em qua đời mất đi, thì có chia tài sản này cho cái người phụ nữ đó không ạ chị? Khi mà người phụ nữ về sống chung với ba chị thì có đăng ký kết hôn không? Dạ không, không có đăng ký kết hôn, nhưng mà em sống được 6-7 năm nay thôi. Nhưng mà nghĩa là bây giờ hiện tại giờ nhà em á, là bà cái cô đó chỉ vô ở thôi, mà để lại cho con chia cho cổ 100 triệu. Nhưng mà gia đình em thì nói chung là sống thì nói thì thôi, bây giờ cái tình nghĩa mà cổ sống với ba em thì tất cả con cái thì nó đều đồng ý là cho bà đó 50 triệu. Nhưng mà hiện tại bây giờ cuộc sống của hai người thì trong một cái vườn tiêu á, thì cái thời điểm giờ chị biết là tiêu thì hái tiền không đủ trả cho công rồi phải bù lỗ gì nữa, thì lấy đâu hết cái tài sản cái tiền dư ra mà để mà chia là bả đòi chia cho phiên, ví dụ mà ba em có qua đời thì chia cho bả 100 triệu. Cho em hỏi tư vấn luật sư đó, cho em biết là chị. Dạ, cảm ơn khán giả tham gia chương trình ạ. Dạ, em ở Bà Rịa Vũng Tàu nha chị. Dạ, dạ. Dạ, xin được mời hai vị luật sư giải đáp thắc mắc của khán giả vừa rồi ạ. Vâng, thì trong cái trường hợp này thì thứ nhất đầu tiên là phải khẳng định như cái vị khán giả đã thông tin cho biết ấy, thì cái tài sản là do ba mẹ tạo lập nên, nên cái tài sản đấy là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Yeah. Thế và cái người mẹ đã mất và hiện nay người ba là đang quản lý và cái sử dụng cái tài sản đấy. Thế thì như vậy là cái phần thừa kế của cái người mẹ cũng chưa được chia và người ba tạm thời quản lý, và các cái đồng thừa kế là vẫn có toàn quyền đối với lại cái tài sản đó, tức là các con cái cũng sẽ có quyền đối với cái tài sản đó. Thế còn một cái tình tiết vị khán giả cho biết là có một cái người phụ nữ đến ở cùng, tuy nhiên là chưa có đăng ký kết hôn. Thế thì theo quy định của pháp luật thì những cái trường hợp mà không có đăng ký kết hôn như vậy thì cũng không được pháp luật thừa nhận và không có quan hệ hôn nhân. Do đó là trong cái trường hợp mà cái người cha này có mất đi thì cái người phụ nữ ấy cũng sẽ không được hưởng cái quyền thừa kế cái tài sản. Đấy, nhưng tuy nhiên đối với lại cái vấn đề đạo đức xã hội thì khi người phụ nữ như vậy người ta chấp nhận một cuộc sống để đến và ở cùng với lại cái cha của bạn ấy, thì để sau này trong cái quá trình khi mà giải quyết cái vấn đề về tài sản đó thì gia đình con cái cũng nên có một cái việc là mình bù đắp cho họ một cái phần tài sản hợp lý để mà đảm bảo cho cái cuộc sống tuổi già của họ. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục đến với nội dung tư vấn tiếp theo của cả hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Trên thực tế, tài sản chung và riêng trong mối quan hệ trước và sau hôn nhân thường là tài sản có giá trị. Vì vậy, khi ly hôn thì những tranh chấp về nhân gia đình là tranh chấp phức tạp, thường kéo dài, do rất khó trong việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ và chồng trước và sau hôn nhân, hoặc phần tài sản riêng trong khối tài sản chung của vợ chồng. Mặt khác, việc định giá tài sản cũng gặp không ít khó khăn. Mặc dù pháp luật quy định việc đăng ký quyền sở hữu tài sản là một trong những biện pháp công khai để cả vợ và chồng đều là chủ sở hữu tài sản, bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Thì theo mình á, thì về cái tài sản chung mà sau này nếu mà gia đình mà có á, thì mình cũng nên để cho ông xã đứng tên, vì thì mình cũng có một cái phần cũng tin tưởng về ông xã, nên là mình cũng không có nghĩ gì về công việc sau này, nên là mình cũng tin tưởng nên mình để cho ông xã đứng tên về cái phần tài sản chung sau này. Trong gia đình của mình á, thì tài sản mà có giá trị như là nhà cửa, đất đai, ô tô thì ai đứng tên, chị hay là
chồng chị. À, là nếu trường hợp mà tài sản chung mà của hai vợ chồng á, thì trong khi đó thì hai chồng cùng tạo lập cái tài sản đó về nhà hay là bất cứ là xe, nếu trường hợp nhà thì hai chồng cần nên đứng chung để bảo đảm cái tài sản giữa hai chồng cùng đồng sở hữu để sau này cho con cái nó dễ dàng hơn. Thứ hai nữa, cái nếu trường hợp tài sản riêng của anh thì để cho anh tự đứng quyền quyết định, còn nếu tài sản bên mình mà nếu trường hợp cha mẹ cho thì mình cũng, nếu trường hợp cha mẹ cho thì cho mình, thì mình đứng trong gia đình thì mình đứng để mình sau này cũng để lại cho con thôi, cũng tạo dựng cho con. Nhưng mà về trong quá trình làm thì nói chung là cùng mình cũng phải giữa hai bên cùng đồng sở hữu hết. Thí dụ trường hợp giữa này không có áp đặt một bên nào hết thì giữa hai chồng cùng đồng thuận với nhau để làm cho nó tốt hơn, giờ giữa vừa tài sản mà giữa gia đình và con cái nó đảm bảo hạnh phúc hơn. Song thực tế, nhiều người khi được hỏi về quan niệm tài sản chung, tài sản riêng trong gia đình sau khi kết hôn, thì chồng hay vợ sẽ là người đứng tên trong các tài sản có giá trị như nhà, đất, ô tô hay tài khoản tiết kiệm, phần góp vốn trong công ty. Thì đa số đều cho rằng tài sản có giá trị ai đứng tên không quan trọng, phải xác định đó được xem là tài sản chung của cả vợ và chồng. Bên cạnh đó, không ít trường hợp tài sản chung của vợ chồng nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà chỉ ghi tên của một người mà chủ yếu là ghi tên người chồng. Vì vậy, khi có tranh chấp xảy ra, người vợ khó có thể chứng minh hoặc không chứng minh được quyền sở hữu của mình đối với tài sản. Thưa hai vị luật sư, sau cái ghi nhận vừa rồi thì có thể thấy rằng là mỗi một người đều có một cái sự nhìn nhận, một cái nhận thức khác nhau về vấn đề tài sản chung cũng như là tài sản riêng. Và nhân chương trình ngày hôm nay thì xin được hỏi hai vị luật sư là những cái căn cứ pháp lý khi mà ly hôn hoặc là phân chia di sản thừa kế. Xin được mời luật sư Thanh ạ. Vâng. Thì cũng như cái phóng sự vừa xong ấy, thì rõ ràng là cái việc mà xác định tài sản chung, tài sản riêng là một trong những cái tương đối mà được nhiều vị khán giả cũng như nhà mọi người quan tâm. Thì luật hôn nhân gia đình năm 2014 được xây dựng cũng dựa trên cơ sở này để làm rõ quá trình hôn nhân mà vợ chồng tạo lập những khối tài sản. Thì tất cả những tài sản được xác lập trong thời kỳ hôn nhân bao gồm cả bất động sản và các cái tài sản khác trong quá trình hôn nhân do vợ hoặc chồng tạo ra được, đều được coi là tài sản chung vợ chồng. Do đó, kể cả bất động sản có đứng tên vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân, nếu không chứng minh được tài sản này do họ được thừa kế cho tặng riêng thì được coi là tài sản chung vợ chồng. Và về tài sản chung vợ chồng thì các vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản này. Và cũng nhờ đó mà trên cơ sở pháp luật thì được luật hôn nhân gia đình năm 2014 được xây dựng rất là văn minh. Đó là cái điều 47 được cái công nhận cái sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng về cái chế độ tài sản chung và tài sản riêng. Và trên cơ sở đó thì cái tài sản xác nhập trong thời kỳ hôn nhân ấy thì cũng có thể là tài sản riêng của vợ chồng nếu được vợ chồng thỏa thuận bằng một thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Ví dụ như bất động sản đứng tên vợ hoặc chồng thì trong đó thì hai vợ chồng có thỏa thuận với nhau bằng một văn bản được lập công chứng chứng thực thì để xác lập tài sản chung, tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn được sự tôn trọng của pháp luật là công nhận đó là tài sản riêng hoặc tài sản chung của họ. Nên theo quy định của luật hôn nhân gia đình ấy, thì cái việc mà xác nhận tài sản chung, tài sản riêng được quy định rất là cụ thể, cũng giải đáp được các cái thắc mắc mà cái chương trình nêu ra là nhờ tài sản có thể đứng tên vợ hoặc chồng nhưng trong thời kỳ hôn nhân có được coi là tài sản chung vợ chồng hay không. Thì nó quy định rất là cụ thể tại cái điều 33, điều 47 của luật hôn nhân gia đình rồi. Tôi xin hết. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh, và bên cạnh ý kiến vừa rồi của luật sư Thanh thì Ngọc Diệu cũng rất là muốn được nghe ý kiến của luật sư Doanh ạ. Thì chúng ta biết đấy, thì là trong cái vấn đề mà ly hôn hoặc là vấn đề mà chia cái tài sản khi mà di chúc, thực hiện theo cái di chúc hoặc theo cái thừa kế theo pháp luật mà một người chết để lại cái tài sản ấy thì là cái vấn đề mà nó dễ dàng là thường xảy ra các cái tranh chấp nhất. Và các vấn đề nó xảy ra cái tranh chấp ở đây thì là lý do là thứ nhất là nó không xác định rõ ràng được những cái tài sản chung và tài sản riêng khi mà người ta cùng tạo lập ra những cái tài sản đó, dẫn rất dễ dẫn tới cái việc là tranh chấp. Thế thì do đó là trong hai cái quan hệ này thì thứ nhất là trong cái vấn đề mà khi mà ly hôn thì cái vấn đề quan trọng là xác định cái tài sản nào là cái tài sản chung và cái tài sản nào là cái tài sản riêng. Nếu như là tài sản riêng thì đương nhiên là người ta có quyền định đoạt của người ta và không chia. Thế còn là cái tài sản chung thì phải chia, và khi chia thì phải có các cái căn cứ để mà chứng minh tài sản nào chung, tài sản nào riêng. Thế còn vấn đề là trong vấn đề mà thực hiện
cái việc mà thừa kế theo di chúc hoặc là theo pháp luật đấy, thì cũng tương tự như vậy, cũng phải xác định được cái tài sản nào là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng. Bởi vì đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nếu như nó là tài sản riêng thì cái việc phân chia di sản thừa kế nó khác. Còn nếu như nó là tài sản chung thì trước khi thực hiện cái việc phân chia di sản thừa kế lại phải chia cái phần đó ra, rồi cái phần còn lại của người chết mới được chia. Thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi rất là nhiều. Thì đấy là những điều mà lưu ý. Như luật sư Danh vừa cho biết thì đối với cái khối tài sản riêng thì nó dễ xác định rồi và phân chia rồi. Vậy thì với cái khối tài sản chung của các bên, vậy thì quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của các bên trong cái khối tài sản chung đó như thế nào ạ? Về cái quyền ấy, thì thứ nhất là nếu nó là tài sản chung thì đầu tiên phải khẳng định là cả hai đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, và người ta được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt nó. Đó, tức là thứ nhất. Và thứ hai nữa là người ta được dùng cái tài sản chung đó để mà đảm bảo các cái sinh hoạt thiết yếu trong gia đình. Đấy. Thế rồi là nếu như là tài sản chung thì ngay kể cả trong cái thời kỳ hôn nhân ấy, thì người ta sẽ được quyền thỏa thuận với nhau để chia cái đó. Hoặc là người ta có quyền yêu cầu tòa án là chia cái tài sản đó ra để mà người ta có quyền định đoạt riêng. Đấy. Thế còn về nghĩa vụ thì đương nhiên là người ta sẽ phải có nghĩa vụ là dùng cái tài sản chung đó để mà chi trả các cái chi phí hoặc là bồi thường thiệt hại cho các cái giao dịch mà cả hai bên xác lập. Đấy. Thế rồi là người ta có nghĩa vụ là sử dụng cái tài sản chung đó để mà chi trả cho cái việc bồi thường cái thiệt hại nếu như con cái của họ mà gây ra các thiệt hại cho cái bên thứ ba nào khác mà pháp luật buộc phải bồi thường. Đấy. Rồi thứ ba nữa là cái nghĩa vụ nữa là đối với lại cái tài sản chung đó thì cũng được phải dùng để mà phục vụ cho cái cuộc sống thiết yếu hàng ngày của gia đình. Thì là những cái cơ bản là như vậy. Xin được cảm ơn luật sư Doanh đã giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của các bên trong cái khối tài sản chung. Và thưa luật sư Thanh, hiểu như thế nào về chế độ tài sản theo thỏa thuận cũng như là căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp có phải là tài sản riêng của mỗi bên hay không ạ? Thì đối với cái chế định mà chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng thì Bộ luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định rất cụ thể. Thì cái pháp luật quy định về có hai chế độ tài sản, bao gồm có chế độ tài sản theo thỏa thuận và chế độ tài sản theo pháp luật. Thì chế độ tài sản theo pháp luật thì chúng tôi cũng đã phân tích rồi, có nghĩa là những cái tài sản mà xác lập trước thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản được cho tặng hoặc nhận thừa kế trong thời kỳ hôn nhân nhưng là tài sản riêng thì đó được coi là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Ngoài ra thì pháp luật cũng quy định rất rõ một cái chế định, đó là thỏa thuận trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung, tài sản riêng được quy định tại điều 47 của luật hôn nhân gia đình năm 2014. Thì cái việc mà các bên lập cái thỏa thuận xác lập hình về mặt hình thức là lập bằng văn bản, lập cái thỏa thuận mà xác lập tài sản chung, tài sản riêng đã được pháp luật quy định rất rõ tại điều 47 cụ thể như sau. Trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì cái thỏa thuận này được xác lập trước khi kết hôn hoặc trong quá trình hôn nhân được công chứng chứng thực thì đều được pháp luật công nhận. Tức là nếu như trong trường hợp mà hai vợ chồng trong quá trình hôn nhân tạo đặt ra một tài sản mà được thỏa thuận rằng cái tài sản đó là do cái người vợ hoặc người chồng tự mình tạo lập lên và người còn lại công nhận đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì đương nhiên tài sản đó có cho dù xác nhập trong quá trình hôn nhân vẫn được coi là tài sản riêng của người vợ hoặc người chồng. Thì cái vấn đề này được pháp luật quy định rất là cụ thể, nên có quý vị có thể tham khảo tại luật hôn nhân 2014. Xin được cảm ơn luật sư Thanh. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian mà chương trình dành để hai vị luật sư giải đáp những băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký ạ. Nhà em có 5 chị em, mà trong khi đó ba mẹ chia cho mỗi người một công ruộng. Xong rồi ba với mẹ em mắc nợ, nên là 5 chị em của em là bán hết 5 công ruộng để trả nợ cho cha với mẹ. Chỉ còn lại cái miếng đất với cái căn nhà ba mẹ đang ở. Sau rồi ba mẹ mất, để lại giấy tờ cho em trai. Bây giờ em trai muốn bán miếng đất đó mà bốn chị em của em không có cho bán, như vậy có hợp pháp không ạ? Xin lỗi khán giả, đâu ạ? Dạ, em ở Bến Tre ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị. Được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Thì đối với lại câu hỏi này tôi xin trả lời như sau.
Thì ở đây thì bạn có trình bày là cái việc là trước đây là ba mẹ đã có cái phần tài sản và đã chia cho 5 người em các cái công đất khác nhau. Tuy nhiên là sau này do làm ăn khó khăn thì các người em là các anh chị em của bạn cũng đã bán các cái phần tài sản của mình để giải quyết các cái công nợ cho cha mẹ, và cha mẹ chỉ còn giữ lại một cái căn nhà mà ba mẹ đang ở. Thế thì thứ nhất, nếu như cái căn nhà đó mà nó vẫn là cái tài sản đứng tên của cha mẹ bạn và hiện nay ba mẹ đã mất, thì cái tài sản đó là cái tài sản của ba mẹ bạn được thừa kế lại cho các cái con. Và trong đó cái hàng thừa kế thứ nhất là 5 anh em của bạn. Thế thì cái người mà em út hiện nay mà đang chiếm giữ, sử dụng, quản lý căn nhà đó thì không có toàn quyền được định đoạt. Thế và nếu như trường hợp ở đây thì theo tôi thì là các anh chị em có thể là họp lại, bàn bạc, thống nhất với nhau để tự thỏa thuận cái việc là định đoạt để mà phân chia cái tài sản đó. Thế còn nếu như trong trường hợp mà không tự thỏa thuận phân chia được thì buộc là phải khởi kiện ra tòa án để chia. Chứ còn là cái người em thì không có toàn quyền định đoạt. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi ạ. Em muốn hỏi ba má em chết, ba chết trước, má em chết sau, mà ba em thì là không để di chúc, mà má em khi chết là để di chúc, mà trong đó thì có ba anh em với lại một con nhỏ cháu, mà một con nhỏ cháu thì mẹ nó chết trước ông ba là 18 năm. Thì em hỏi là di chúc của má em để lại là 50% của ba, bên đất nhà em có một căn nhà miếng đất trống, 50% của ba là má em quyết định là cho ba người con, còn 50% của má em là cho hai đứa cháu. Nhưng em hỏi như vậy là có đúng không, có được pháp luật công nhận không? Má em là lên làm giấy, lên xã làm giấy thì cái chữ ký của má em á là tụi em thấy khác cái chữ ký bình thường má em ký, mà tụi em có không đồng ý trên xã, nhưng mà xã, mà tụi em muốn hỏi như vậy là có đúng không, má em làm như có đúng hay không, có đúng nguyên tắc không? Được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả hiểu hơn về trường hợp của mình ạ. Thì như cái vị khán giả vừa nêu ấy, thì trong trường hợp này là ba mẹ của vị khán giả đều đã mất rồi, và khi người ba mất trước không để lại di chúc, và người mẹ mất sau thì có để lại di chúc, đó là chia 50% cho cái ba người con và 50% còn lại thì chia cho một người cháu. Thì thứ nhất tôi tư vấn cho bạn như sau, tức là tài sản mà căn nhà và đất được tạo lập nên là do tài sản chung vợ chồng trong quá trình hôn nhân của cha mẹ bạn, thì đây là tài sản chung vợ chồng. Thì khi mà cha bạn mất thì phát sinh quan hệ thừa kế đối với tài sản mà do cha mẹ cho cha bạn để lại trong khối tài sản chung của cả hai vợ chồng. Tức là trong trường hợp này thì 50% giá trị tài sản chung mà do cha bạn mất không để lại di chúc thì đương nhiên sẽ chia theo pháp luật. Đối với những hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ được hưởng quyền ngang nhau, trong đó có mẹ bạn và các con. Tức là các anh chị em của bạn sẽ được hưởng quyền thừa kế ngang nhau đối với 50% giá trị tài sản mà cha bạn mất không để lại di chúc. Còn 50% của mẹ bạn mà khi mẹ bạn còn sống thì mẹ bạn được quyền định đoạt đối với phần tài sản này của mẹ bạn, bao gồm cả cái phần hưởng di sản từ cha bạn nữa, tức là một phần tư di sản mà cha bạn mất không để lại di chúc được mẹ bạn được hưởng, thì cái phần của mẹ bạn sẽ được quyền định đoạt bằng di chúc. Ngoài ra thì nên cái trường hợp mẹ bạn định đoạt toàn bộ cái tài sản do hai cha mẹ bạn để lại thì theo tôi là không đúng quy định pháp luật, bởi vì là những cái người hàng thừa kế thứ nhất không đồng ý với việc là chia di sản trong cái phần mà tài sản của cha bạn để lại. Ngoài ra thì đối với phần chữ ký mà các bạn cho rằng không phải chữ ký của mẹ bạn lập tại Ủy ban Nhân dân xã phường trong cái bản di chúc của mẹ bạn, thì các bạn cũng có quyền mà khởi kiện tại tòa án, sau đó là yêu cầu giám định đối với phần chữ ký mà do mẹ bạn viết trong di chúc xem có đúng chữ ký của mẹ bạn lập hay không. Còn nếu trong trường hợp mà mẹ bạn lập thì là tòa án sẽ xem xét, còn nếu trường hợp mà đương nhiên là không phải chữ ký do bà ký thì bản di chúc này đương nhiên là không có hiệu lực pháp luật. Do đó là bạn có thể tham khảo và các bạn có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp đối với thời hiệu khởi kiện thừa kế là 30 năm đối với bất động sản. Nên các bạn lưu ý để mà giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp thừa kế tài sản này. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Và với câu hỏi của vị khán giả vừa rồi thì cũng có khá nhiều chi tiết và chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe thêm ý kiến từ phía luật sư Doanh ạ. Xin được mời luật sư. Vâng, thì cái trường hợp này nó tức là
bạn trình bày thì nó nhiều các cái dữ kiện. Dạ, đúng và rồi nó ạ. Tương đối là rắc rối về cái vấn đề đây là giữa cái tài sản mà chung của ba mẹ nhưng mà lại chưa được thực chất thì lại chưa được định đoạt, chưa được phân chia khi mà cái ông bố ông mất. Thế thì như chúng ta biết thì nếu như cái vấn đề mà giải quyết cái tài sản nó sẽ dễ dàng hơn khi mà giả sử như trường hợp là ông ba ông ấy mất. Thế thì khi ông mất thì ông không để lại di chúc thì sẽ thực hiện cái việc là chia di sản thừa kế theo pháp luật, và cái phần của ông ấy là một nửa cái giá trị tài sản đó, còn một nửa giá trị tài sản là của ba mẹ. Thế và lúc đó thì chỉ chia cái phần một nửa của ông ấy thôi. Đấy, và sau khi chia cái phần một nửa đấy ra rồi thì sẽ xác định được là bà mẹ sẽ là được hưởng bao nhiêu, thế rồi các con là bao nhiêu. Thế sau đó đi đăng ký lại cái tài sản đó. Đó, và sau khi đăng ký có quyền định đoạt nó tiếp thì cái bà mẹ đấy có quyền là lập di chúc để lại cho ai thì đấy là quyền của bà ấy. Thậm chí bà có quyền lập di chúc để lại cho cháu hoặc cho người ngoài hoặc cho bất kỳ một cái tổ chức xã hội nào khác. Dạ. À, xin lỗi luật sư là như thế này, Ngọc Diệu thì nghe được ý kiến là khán giả cho rằng là ba mất trước và mẹ mất sau, nhưng mà mẹ khi mà mất á, thì lại để lại di chúc, người ba thì không để lại di chúc. Thì mẹ cho rằng là 50% trong cái khối tài sản của ba và mẹ á, thì mẹ cho rằng đó là cái tài sản của người ba. Thế là mẹ cho rằng 50% tài sản đó mẹ cho ba người con, gọi là ba anh chị em của khán giả, trong đó có vị khán giả. Và cái 50% cái phần còn lại á, thì giống như mẹ của khán giả cho rằng đó là cái phần tài sản của mình và mình cho chia để lại di chúc là cho cháu. Đúng. Thì liệu rằng là như vậy là có hợp tình hợp lý và đúng theo đúng pháp luật hay không? Thì ở đây là cái vấn đề là như tôi nói đấy, thì nếu như mà phân chia như cái lộ trình như tôi nói thì nó dễ dàng. Nhưng mà đây là tôi chưa nói xong hết, thì tức là cái bà mẹ đó bà đã tự ý và định đoạt cái tài sản nó theo cái ý chí của bà ấy, khi mà cái tài sản đấy chưa được phân định ra. Yeah. Đó. Thế thì tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng nếu nó đã làm cái tài sản chung như vậy mà chưa thực hiện các cái thủ tục để phân định như vậy mà bà ấy lại tự ý và định đoạt cái phần như vậy thì rõ ràng là bà ấy vượt cái thẩm quyền của bà ấy. Yeah. Và vượt cái thẩm quyền của bà, và cái việc mà bà ấy định đoạt phân chia như vậy là không hợp lý. Thế còn riêng cái việc di chúc ấy, thì bây giờ bà ấy lập di chúc thì bà ấy có quyền là bà ấy theo cái ý chí của bà ấy, là bà ấy để lại toàn bộ cái tài sản của bà ấy cho ai đó thì đấy là cái quyền của bà. Nhưng mà sau này còn phải xác định xem là cái bản di chúc đấy về mặt hình thức nó có phù hợp hay không. Yeah. Và thứ hai nó về mặt nội dung nó có hiệu lực hay không, có phù hợp hay không, nó có vượt quá cái phần của bà ấy không. Vì về nguyên tắc là bà chỉ được lập di chúc để lại theo ý chí nguyện vọng của bà đối với lại cái tài sản của bà mà thôi. Yeah. Đó. Thế thì như vậy ở đây là cái trường hợp là trong trường hợp này là bà ấy định đoạt cái tài sản nó vượt quá cái thẩm quyền của bà ấy. Như vậy thì cái di chúc của người mẹ để lại liệu là có hợp tình hợp lý theo đúng cái quy định của pháp luật hay không ạ? Cái di chúc đấy thì sau này khi mà giả sử như các bên có tranh chấp hoặc là yêu cầu tòa án giải quyết thì tòa án sẽ xem xét là cái di chúc đấy nó có thuộc cái phần tài sản của bà hay không, và nó chỉ trong cái phần tài sản của bà mà thôi. Yeah. Đấy, bởi vì sao? Về nguyên tắc lập di chúc là gì? Là người ta có quyền định đoạt cái tài sản của người ta theo cái ý chí của người ta khi còn sống. Yeah. Thế còn khi người ta đã chết đi ấy, thì cái tài sản đấy nếu nó còn thì thực hiện theo cái di chúc. Còn thậm chí là nó không còn cái tài sản đấy thì cái di chúc đấy không có giá trị. Yeah. Thế còn nếu như cái tài sản, cái di chúc đấy mà nó vượt quá cái phần tài sản của người ta thì nó chỉ có hiệu lực đối với lại cái phần mà họ được hưởng thôi. Thế còn vượt quá, cái phần vượt quá sẽ bị vô hiệu. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và với phần tư vấn của cả hai vị luật sư thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Alo. Dạ, xin chào chương trình ạ. Dạ, chương trình cho tôi gửi đến luật sư trường hợp của tôi và chồng tôi á. Tôi tên là Nguyễn Thị Nga, nhà tôi hiện là ở Phú Mỹ. Tôi đang làm công chức, nhưng mà anh chồng của tôi thì hiện nay đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân. Thì cách đây hơn 4 năm thì vợ chồng tôi có mở một cái tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, nhưng mà vợ chồng tôi đã thống nhất là đứng tên tôi.
Nhưng mà gần đây thì anh, nhưng mà cái phần mà anh đóng góp vào hàng tháng vô cái sổ tiết kiệm đó thì tất nhiên là anh đóng góp nhiều hơn tôi, bởi vì tôi là cán bộ công chức thôi. Nhưng mà gần đây á, thì anh cũng có đề nghị là đổi tên đứng lại là tên của anh chứ không phải là tên của tôi nữa. Nhưng mà bây giờ thì tôi suy nghĩ như thế này, tôi không biết là nếu mà lỡ khi mà sau này nếu mà vợ chồng tôi mà có ly dị á, thì liệu là cái tài khoản chung đó, cái sổ tiết kiệm chung đó nó có phải gọi là tài sản riêng hay không? Và nếu mà có chia ra thì cái cơ sở chia là nó sẽ như thế nào ạ? Dạ, xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ, xin cảm ơn khán giả. Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Thì cái vị khán giả này là băn khoăn thắc mắc thì đấy là điều hoàn toàn là chính đáng. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái tài sản chung của hai vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Ừ. Tuy nhiên là cái công sức thì chúng ta chưa bàn tới. Thế thì ở đây là cái vấn đề mà chị quan tâm nhất là cái tài sản đó nếu mà chuyển cho cái người chồng đứng tên thì sau này như thế nào. Thế thì chúng ta biết rằng là cái tài sản chung của vợ chồng ấy, mà đối với những trường hợp như là tài khoản ngân hàng hoặc là những cái tài sản mà không phải đăng ký ấy, thì khi mà thực hiện các cái giao dịch ấy, thì không cần phải có sự có mặt của người kia, có sự đồng ý người kia, tức là người ta hoàn toàn có quyền quyết định. Khi người ta đã gửi cái sổ tiết kiệm ngân hàng đứng tên người ta, mặc dù đó là tài sản chung của hai vợ chồng tạo lập ra, nhưng cái người đó người ta được quyền tự người ta định đoạt, người ta có thể rút cái số tiền đấy ra và người ta có thể tẩu tán cái số tiền đó. Thế thì trong trường hợp như vậy thì chúng tôi khuyên các cái vị khán giả này là đối với những trường hợp như vậy thì nên đăng ký là cái tài sản chung của hai vợ chồng với hai người đứng tên để mà cùng kiểm soát các cái số tài sản đó. Bởi vì trên thực tế là có rất nhiều các trường hợp trong quá trình chúng tôi tư vấn giải quyết thì đối với những trường hợp về đất đai thì sẽ dễ xử lý hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi muốn chuyển nhượng, chuyển dịch cái tài sản đó thì phải thông qua các cái thủ tục công chứng, và công chứng người ta sẽ yêu cầu cái người còn lại phải lên để mà ký các hợp đồng công chứng. Thế còn đối với những cái tài sản không đăng ký và đối với tài sản là tài khoản ngân hàng thì người ta định đoạt rất dễ dàng. Thế nên do đó là trường hợp này phải lưu ý là cái thứ nhất là như vậy. Thế còn cái trường hợp thứ hai là khách hàng cũng băn khoăn là giả sử như trong trường hợp mà có chia cái tài sản này thì cái công sức, cái phần của chị như thế nào. Thế thì hiện nay là theo quy định của pháp luật thì đối với lại cái tài sản chung của vợ chồng thì về nguyên tắc là sẽ chia đôi. Tuy nhiên thì pháp luật cũng có xem xét và đưa ra một cái trường hợp khác nữa, đó là tính đến các cái công sức đóng góp của ai nhiều hơn. Đấy, và ngoài ra còn căn cứ cả vào cái việc là để đảm bảo cái quyền lợi cho người phụ nữ và trẻ em. Thế rồi cũng căn cứ cả vào cái việc là cái lỗi của ai nhiều hơn trong cái việc là gây ra cái hôn nhân đổ vỡ để mà quyết định cái việc là ai sẽ là người được hưởng cái tài sản nhiều hơn khi mà tòa án phân chia. Thế nên là trong cái trường hợp này thì nếu như cái người chồng đó là người ta thực sự đóng góp nhiều hơn thì khi mà các bên có tranh chấp để giải quyết phân chia thì người ta phải có nghĩa vụ, người ta chứng minh là người ta đóng góp nhiều hơn. Thế còn như chị vợ thì cũng có quyền là yêu cầu tòa án chia cho mình những cái quyền lợi nhất định ngang bằng. Dạ. Bởi vì đưa ra những lý do về những công sức của mình đóng góp trong cái quá trình giữ gìn, bảo vệ những cái tài sản đó, thế rồi những cái công sức mà đóng góp cho cái công cuộc chung trong gia đình. Thì như vậy là cái tòa án người ta sẽ căn cứ vào các cái yếu tố như vậy để người ta quyết định cái việc chia cho ai nhiều hơn. Thì như vậy là có thể chị cũng không thiệt thòi quá khi mà phân chia. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Và Ngọc Diện nghĩ rằng là với phần tư vấn cũng như là lời khuyên của luật sư Doanh không chỉ cho vị khán giả vừa rồi thôi mà còn cho rất là nhiều những khán giả khác nữa. Tại vì thường thì mọi người vẫn nghĩ rằng là tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì một cái khối tài sản ở trong ngân hàng thì chồng hay vợ đứng tên thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái tài sản chung của cả hai vợ chồng, mà mọi người không lường trước được là những cái bất trắc có thể xảy ra. Xin được cảm ơn luật sư Doanh rất là nhiều và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Em muốn hỏi là em lập gia đình ngày 19 năm 87
mà đến nay vợ chồng em không có giấy kết hôn mà sống chung với nhau được 4 đứa con rồi. Em muốn hỏi ơi, em muốn vợ chồng em phạm luật hôn nhân, em muốn khởi kiện được không? Em có quyền khởi kiện không? Dạ rồi. Ông xã em hiện nay đang có người phụ nữ khác, đang sống chung với người phụ nữ khác. Nhưng mà vợ chồng em không có hôn thú. Nhưng mà 4 đứa con em khai sanh giấy tờ hộ khẩu rồi vẫn có tên ảnh, chỉ có hôn thú thôi. Dạ rồi. Dạ, chị hỏi giùm em, trả lời giùm em cho em biết em muốn khởi kiện người phụ nữ đó hoặc chồng em gì đó được không? Dạ rồi, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ. Mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Thì như cái sự kiện mà vị khán giả vừa đưa ra ấy, thì tôi cũng nghe không rõ là vị khán giả này là kết hôn hai vợ chồng chung sống với nhau từ thời điểm nào, năm 1987 ạ. Thì tại nếu như trong trường hợp mà hai vợ chồng chị sống chung với nhau từ trước thời điểm ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì theo quy định của luật hôn nhân năm 2014 thì đây được coi là hôn nhân thực tế và được coi là hôn nhân hợp pháp, cho dù anh chị không đăng ký kết hôn. Còn nếu như thời điểm mà sau ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà vợ chồng anh chị vẫn không đăng ký kết hôn đến thời điểm hiện nay thì pháp luật không công nhận đây là hôn nhân hợp pháp, do đó thì là không phát sinh quan hệ hôn nhân. Và nếu như trong trường hợp mà có hôn nhân hợp pháp thì chị được quyền khởi kiện liên quan đến hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng đối với người chồng của mình. Còn nếu như trong trường hợp mà không đủ điều kiện thì rõ ràng là chúng ta ở đây chúng ta phát sinh một quan hệ, đó là không có quan hệ hôn nhân thì lấy đâu ra quan hệ để phải vi phạm hôn nhân chế độ một vợ một chồng. Tuy nhiên ấy, thì chị có quyền khởi kiện liên quan đến các vấn đề về tài sản, tranh chấp tài sản trong quá trình hai người sống chung với nhau như vợ chồng, và chế định về liên quan đến con chung, tức là hai anh chị như dự kiện anh chị cung cấp là chị có 4 người con chung với cái người mà chị đã sống chung. Thì nếu như trong trường hợp mà phát sinh những người mà dưới 18 tuổi hoặc là trên 18 tuổi nhưng mất năng lực hành vi, tức là không có khả năng chăm sóc bản thân, thì chị cũng có quyền yêu cầu người chồng của mình cấp dưỡng đối với các người con mà chị đang chăm sóc. Và phần tài sản mà anh chị tạo lập nên chung trong quá trình anh chị sống chung với nhau thì đây cũng có thể coi là tài sản chung. Nếu như chị chứng minh được cái tài sản này, chị đó có công sức đóng góp vào khối tài sản chung này, thì có quyền khởi kiện để yêu cầu phân chia tài sản theo quy định của pháp luật. Như thế nên là chị có thể tham khảo thêm các quy định của pháp luật để là bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp của mình, cũng như là tham vấn các cái luật sư để làm rõ các nội dung mà chị đã tư vấn. Xin hết. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Và với phần tư vấn của luật sư Thanh thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả vừa rồi cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi đến hai vị luật sư tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước lúc mà em với chồng em với nhau á, là chồng em có một mảnh đất là chồng em đứng tên. Bây giờ em với chồng em đã kết hôn rồi thì bây giờ em muốn đứng tên chung vô cái mảnh đất đó thì em phải làm sao ạ? Xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng. Thì như bạn trình bày là trước khi mà kết hôn thì anh chồng đã có một cái tài sản là cái miếng đất. Đấy, thế thì như vậy đó là cái tài sản riêng của anh chồng. Thế thì bây giờ bạn kết hôn với người chồng đó thì theo quy định của luật hôn nhân gia đình thì vợ chồng có tài sản riêng, họ cũng có quyền là nhập lại thành tài sản chung. Tài sản chung, chà. Đó. Thế và nếu như được sự đồng ý của người chồng thì hai người có thể là đăng ký cái tài sản này là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Thế còn cái thủ tục mà đăng ký như thế nào thì trước hết là hai bên phải lập một cái thỏa thuận và được công chứng chứng nhận về việc là hai bên thỏa thuận rằng cái tài sản đấy là tài sản chung và hai người đứng tên. Thế sau khi có cái văn bản chứng nhận của văn phòng công chứng thì sẽ dùng cái văn bản đó và cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc đó để lên cái chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương để mà làm thủ tục đăng ký đứng tên của hai người. Và sau khi được cơ quan đăng ký đất đai công nhận và cấp lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai người thì khi đó là tài sản chung và hai người có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với tài sản đó. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh.
và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình nhờ tư vấn, nhưng mà do thời lượng của chúng tôi cũng đã hết. Chúng tôi sẽ liên hệ với các luật sư để trả lời cho quý khán giả trong thời gian sớm nhất. Mong rằng là quý khán giả hãy thông cảm cho chúng tôi ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin được chân thành cảm ơn phần tư vấn của luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, và luật sư Trần Văn Thanh, giám đốc công ty luật Nelson, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống sẽ được phát sóng vào chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng từ 15 giờ cho đến 16 giờ. Mời quý khán giả đón theo dõi. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.